Xin chào các bạn đến với kênh của Tiền Chân Máy. Đến với video lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm, đó là máy phun thuốc diệt côn trùng Oshima 768. Bây giờ chúng ta hãy cùng khui dùng xem máy có những phụ kiện gì và tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Khi khui dùng máy ra thì ta có thể thấy chúng ta có một bộ dây đeo lưng, dây phun áp lực, cần phun và cần 3 mét inox dài, nắp bình chứa có ron cao su để tránh trò điện nước, một lọc rác. Sẽ hướng dẫn sử dụng. Đây là tay cầm van bi. Ngoài ra còn có bình pha xăng, khóa mở buri và bộ phun nước. Cuối cùng đây là thân máy của chiếc máy phun thuốc trừ sâu Oshima 768. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp dây phun xịt áp lực cao vào trong thân máy. Các bạn bật thật kỹ để tránh rò rỉ nước. Tiếp theo ta sẽ lắp tay cầm van bi. Tiếp đến ta sẽ lắp cần xịt và cần 3 mét inox. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp dây đeo lưng vào trong bình xịt. Các bạn tháo con nắp ở dây đeo lưng và gắn lên trên giá đỡ. Còn lại thì móc khóa ta sẽ móc vào phía dưới. Tương tự đối với dây còn lại. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn khởi động máy và điều chỉnh các cái vị trí phun xịt khác nhau. Máy sử dụng động cơ xăng 2 thì có tỷ lệ xăng pha nhớt là 1.25. Sau khi các bạn đổ xăng vào bình chứa thì các bạn bơm bằng đúng cao su để cho xăng lên bình xăng con. Sau đó giật bộ khởi động, tăng cần ga và van điều tốc tới các vị trí khác nhau, ví dụ như là phun thuốc từ sâu, phun thuốc diệt cỏ hoặc là phun áp lực cao, tùy các bạn lựa chọn. Tiếp đến các bạn mở van bi để mở khóa phun thuốc ra đầu bếp. Sau khi phun thuốc xong thì các bạn khóa van lại, giảm nhỏ ga và nhấn công tắc. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn lắp ráp thành công chiếc máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng 768. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.